Nhà thiết kế Vũ Việt Hà sinh ra và lớn lên tại Hà Nội và hiện tại đang là giảng viên của khoa mỹ thuật trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội. Nhà thiết kế Vũ Việt Hà đã tạo nên những trang phục vừa tân thời vừa mang nét đặc trưng riêng, đòi hỏi sự công phu và tỉ mỉ. Các thiết kế mang phong cách truyền thống được chăm chút công phu, kết hợp chất liệu vải tự nhiên, chất lượng, bền màu, tạo cho người mặc cảm giác gần gũi với thiên nhiên. Những mẫu trang phục của Vũ Việt Hà là sự kết hợp giữa màu sắc tươi mới nhưng vẫn không quên giữ lại nét mộc mạc trong từng thước vải. Là người yêu văn hóa dân tộc, từ khi nổi tiếng ở lĩnh vực thiết kế thời trang, Vũ Việt Hà liên tục tìm tòi đưa những chất liệu truyền thống vào bộ sưu tập của mình. Lúc thì anh đi đến các vùng Tây Bắc để tìm hiểu về chất liệu lanh của người Hơ Mông, lúc thì anh lại sử dụng thổ cẩm vào những thiết kế của mình. Mới đây nhất, anh táo bạo sử dụng chất liệu đắt đỏ là tơ sen. Nhà thiết kế Vũ Việt Hà sẽ có mặt trong trường quay của Cho Ngày Hoàn Hảo để trò chuyện về chủ đề áo dài Tết.